Mến chào tất cả các bạn đã đến với Working TV. Thì hôm nay tiếp tục video, em sẽ quay và cập nhật giá chi tiêu hàng ngày cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá giá cả ớt qua từng ngày trên kênh Working nha các bạn. Thì kênh Working chủ yếu quay và cập nhật giá thực tế tại vựa để cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Thì thường thì kênh Working sẽ quay và đăng lên kênh sớm nhất để cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo giá ha. Quý anh chị nào có trồng ớt, có quan tâm đến giá ớt thì vui lòng nhấn đăng ký, nhấn chuông thông báo để xem video mới nhất về tình hình giá ớt chị Thiên qua từng ngày trên kênh Working nha các bạn. Giá này thì bà con nông dân bẻ thì nó không có lãi nhiều. Thì do tình hình dịch bệnh và cũng mưa thì ớt nó cũng khó sản xuất, thì nên trên cồn của em cộng trong ma Hồng Ngự Đồng Tháp cũng có một số người nông dân cũng quyết định là nhổ bỏ và trồng lại cái khác. Thì còn một số người thì sẽ còn lại còn ớt và cũng thu hoạch nhưng mà cũng số ít các bạn. Thì nói không nói dài dòng thì cụ thể hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2021, thì thương lái mua và trả giá ớt cùng châu ma Hồng Ngự Đồng Tháp đối với ớt còn cuốn. Đối với còn cuốn như trên hình quý anh chị và các bạn đang xem thì giá dao động tầm khoảng từ 7.000 đến 9.000 đồng trên 1 kg. Thì tùy từng loại ớt, thì ớt tốt xấu, từng đợt hái, từng lứa hái mà cũng từng khu vực mà cũng có giá cả khác nhau nha các bạn. Thì còn đối với ớt mà còn lạc cuốn như trên hình quý anh chị và các bạn đang xem đó, thì lạc cuốn hàng chuỗi gì là cuốn trên cây luôn các bạn, giá dao động tầm khoảng từ 10.000 đến 11.000 đồng trên 1 kg. Thì cũng tùy từng loại ớt, tùy từng đợt hái, từng lứa hái, từng loại ớt tốt xấu, từng khu vực cũng có giá cả khác nhau nha các bạn. Thì ớt khô thì cũng nói chung là ớt khô thì cũng có nhiều loại ớt tốt xấu, ớt nói chung rất là nhiều. Thì giá thì dao động tầm khoảng từ 60 đến 63.000 đồng trên 1 kg. Thì cũng tùy từng loại tốt xấu mà cũng có giá cả khác nhau nha các bạn. Cuối video thì cũng có đôi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã suốt thời gian qua đã xem video trên kênh Working và ủng hộ kênh Working TV. Thì cũng cầu chúc cho quý anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy niềm phúc. Cuối video thì cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh. Video thì mong quý anh chị và các bạn xem xong rồi nhớ cho em một like, một nhấn chuông, một đăng ký kênh hoặc một chia sẻ để cho em động lực làm video tiếp theo cho quý anh chị và các bạn tham khảo giá các bạn. Thì cuối video thì thân ái chào tất cả các bạn, hẹn gặp các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.